Đây là, cái này là cái một bạn người yêu cũ em lúc mà em học lớp 12. Ồ, dạ. Ủa đó đẹp á. Dạ, lớp 12. Thì kiểu tình mối tình học trò mà. Lúc đó là vừa thi lớp 12, thi tốt nghiệp phổ thông xong á anh. Là chuẩn bị đợi thi đại học. Thì lúc đó là em đủ tuổi, em đã thi có cái bằng lái xe máy rồi. Lúc đó thì em đã chở bạn đó đi ra Vũng Tàu chơi bằng xe máy. Lần đầu tiên trong đời em đi Vũng Tàu bằng chiếc xe máy đó luôn. Wow. Đó tuyệt vời đó em. Sao vậy? Không tuyệt vời á. Sao mệt gần chết nữa. Không, nhưng mà nghĩa là lúc đó theo suy nghĩ của một cậu bé mới lớn của em lúc đó nha, là khi mà mình dám làm một cái điều mà từ trước tới giờ mình chưa bao giờ làm cho cái người yêu của mình lúc đó đó, em nghĩ là đối với em đó là một cái điều rất là tuyệt vời.